Em tôi 7 tuổi bị u thân não, u nằm trong bó thần kinh nên rất khó để phẫu thuật. Xin hỏi là có phương pháp hay là loại thuốc nào giúp teo u dần lại được hay không? Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, chúng tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Ung thư não là một trong những dạng ung thư khó điều trị nhất hiện nay bởi vì khối u nằm trong não và giải pháp phẫu thuật gần như là không có hiệu quả bởi vì nó gây ra rất là nhiều rủi ro cho bệnh nhân. Hiện nay thì giải pháp được áp dụng cho bệnh nhân ung thư não vẫn là sử dụng thuốc. Một trong những giải pháp an toàn, ít tốn kém, giảm tối đa chi phí cho bệnh nhân đó là sử dụng cây thuốc nam. Bài thuốc nam mà chúng tôi áp dụng điều trị cho bệnh nhân bị ung thư não hiện nay đó là bài thuốc từ cây xạ đen kết hợp với một số vị thuốc nam dân gian có tác dụng là giúp tiêu khối u trong não như là cây dừa cạn, cây bìm bịp. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là cách dùng, liều lượng dùng các vị thuốc trên thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.